Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các trang báo sáng đầu tuần. Tâm điểm của các trang báo sáng nay liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, bộ ngành thực hiện đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt năm 2022 và nhu cầu tăng các năm tiếp theo đến năm 2025 của địa phương, bộ ngành, gửi Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm cung ứng điện an toàn và tin cậy, tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động trong công tác dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo để xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu đúng quy định, thực hiện công tác vận hành hệ thống điện quốc gia bảo đảm an toàn, tin cậy và hiệu quả. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, Tết Nhâm Dần 2022 sẽ đến. Với nhiều người, Tết đến là thời điểm xả hơi một chút trong những ngày xuân. Tuy nhiên, đến lúc này, chỉ có đường hoa Nguyễn Huệ là có kế hoạch tổ chức rõ ràng. Các địa phương khác thì hồi hộp chờ đợi tùy tình hình dịch bệnh. Trả lời báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Long An cho biết dịch bệnh vẫn còn chưa biết ra sao. Chủ trương chính thức về việc tổ chức vui xuân đón Tết năm nay ở tỉnh này vẫn chưa có ý kiến. Nhưng chắc chắn năm nay sẽ phải hạn chế rất nhiều và ưu tiên đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch là trên hết. Mỗi năm thời điểm này, các tỉnh đã thông qua các kế hoạch vui xuân. Một số nơi muốn tổ chức lễ hội lớn như bắn pháo hoa đã gửi đề xuất xin ý kiến lên trên, nhưng đa số các địa phương vẫn chưa quyết. Mặc dù vậy, một số địa phương miền Tây cho biết sẽ tổ chức đường hoa để tạo không khí ngày Tết. Báo Thanh Niên có bài phản ánh về tình trạng một số người từ Hà Nội vào Đà Lạt thuê đất dựng nhà kính. Sau đó họ nhập hồ điệp từ Trung Quốc chở vào Đà Lạt nuôi dưỡng rồi mạo danh hoa Đà Lạt để bán Tết. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, vài năm gần đây lan hồ điệp Đà Lạt được thị trường cả nước ưa chuộng vì chất lượng vượt trội và chưng được lâu hơn so với hoa nhập từ Trung Quốc. Thế nên, nguy cơ hồ điệp Trung Quốc mượn danh Đà Lạt bán ra thị trường là rất lớn. Thực tế gần đây có một số người từ Hà Nội vào Đà Lạt thuê đất dựng nhà kính. Trước Tết khoảng 5 tháng, họ nhập hồ điệp từ Trung Quốc chở vào Đà Lạt nuôi dưỡng để kịp nở dịp Tết. Lúc này họ quảng cáo là hồ điệp Đà Lạt sẽ khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Một số nhà vườn trồng hoa tại Đà Lạt khuyến cáo người dân nên mua hoa ở những nơi uy tín, có liên kết với nhà vườn để tránh hàng nhái, hàng mạo danh hoa Đà Lạt. Thông tin điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 được nhiều báo đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo báo Vietnamnet đưa tin, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điều chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức thấp nhất là 330.000 đồng một tháng, hiện nay là 154.000 đồng một tháng. Báo Vietnamnet cho biết năm 2022 chưa thực hiện cải cách tiền lương, nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng một tháng. Vì thế, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa là 29.800.000 đồng một tháng.